Xin chào tất cả quý khách hàng. Hôm nay lên clip để giới thiệu với anh em một số món hàng nha. Trước khi đi vào nội dung chính thì nói về hình thức và giá của từng sản phẩm. Về hình thức bán hàng thì anh em có xài tài khoản trên điện thoại thì mình chuyển khoản, còn không thì nhận hàng trả tiền bình thường nha mọi người. Gọi là ship code á. Có điều kiện thì chuyển khoản, không có điều kiện thì ship code bình thường. Điều quan trọng nhất khi anh em mua hàng á là xem, nghe, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chốt hàng. Và khi quyết định chốt hàng rồi thì chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Anh em xem, nghe, suy nghĩ coi món hàng đã như thế nào, xuất xứ từ đâu, có phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm của mình hay không, phù hợp với túi tiền của mình hay không, phù hợp với gia đình của mình hay không. Và đặc biệt là có phù hợp với ý của vợ mình hay không, rồi hãy liên hệ đặt hàng nha mọi người. Anh em liên hệ đặt hàng thì qua số điện thoại là 0988190303, mình tên được ở An Giang. Anh em đặt hàng thì lưu ý như vậy nha. Còn về giá thì đã bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng thì chỉ trả đúng số tiền ghi trên từng sản phẩm thôi. Và anh em mua từ sản phẩm thứ hai trở đi thì sẽ được giảm 30.000 đồng. Ví dụ anh em mua món đầu tiên là 200, món thứ hai là 200, hai món cộng lại là 400 thì anh em sẽ được giảm 30.000 đồng, là còn 370.000 đồng. Và anh em mua từ món thứ ba thì nó còn là 540, 4 món thì còn 701. Đó. Thì cứ như vậy mình tính tới cho mọi người. Đó. Rồi về hình thức và giá là như thế. Còn về quỹ lá lành đùm rách thì khi nào có phát sinh hoặc là chi cái gì đó thì mình sẽ công bố để cho anh em nắm nha. Và bây giờ không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa, vào nội dung chính luôn. Nội dung chính, mã đầu tiên thì là mã số 1 là dây đồng hồ nha mọi người. Dây đồng hồ thì đồng giá hết. Size mình có size 18, size 20 và size 22. Đây, size 18 thì có 1, 2, 3, 4. Còn bao nhiêu lên hết bao nhiêu để cho anh em thấy để mình mua luôn. Mã số 1 nè, 250 là một cặp. Một cặp này thì dây đà điểu. Đó, một cặp này thì dây đà điểu. 250 nha mọi người. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đó, dây đà điểu nha, size 18. Đó, một cái nâu lợt và cái nâu đậm. Anh em mua nguyên combo vậy thì giá nó sẽ rẻ, 250 bao phí vận chuyển. Và dây đà điểu thì người ta có đục cái lỗ ở đây nha. Dây đà điểu thì người ta có đục lỗ, còn dây cá sấu thì người ta không có đục nha mọi người. Dây cá sấu là tại nhà sản xuất người ta không có đục. Mã số 1 nha, size 18, anh em lưu ý nha, mã số 1 size 18, mã 1 2 3 4 đều là size 18. Tiếp theo mã số 2, mã số 2 cũng vậy luôn, size 18, nó có một dây đà điểu nè. Dây đà điểu, mặt trước là đà điểu còn mặt sau là da bò. Dây cá sấu cũng vậy, mặt trước là da cá sấu, mặt sau là da bò nha mọi người. Đây, mã số 2 thì cũng là 250.000 luôn. Một dây đà điểu màu nâu đậm, màu dây cá sấu màu là nó kêu là gì vậy? Patina gì đó. Màu cái kiểu mà nó trộn với nhau mọi người. Mặt sau là da bò nè. Da cá sấu thì nó không có đục cái lỗ đây nha. Nhà sản xuất ta giải thích là cây kim, do cây kim nó cây kim mà khóa không biết là mình size bao lớn, cho nên là người ta không có đục cái lỗ này, để về cho mình tự xử, mình tự làm. Và giá nó cũng 250 luôn nha. Mã số 2 250. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Anh em mua như vậy là 250.000, là hàng đến mình chỉ trả 250.000 thôi. Rồi ví dụ anh em mua hai món thì nó còn có 470 thôi. Hai mã thì 470. Tiếp theo là mã số 3. Đó, mã số 3 thì cũng là một dây da cá sấu nè và dây da đà điểu. Giá cũng là 250.000 luôn nha mọi người. Giá cũng 250 luôn. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đường kim mũi chỉ thì người ta may rất là cũng rất là chắc chắn nha, size 18 hết. Mã số 4 thì cũng vậy luôn, đồng giá. Đó. 250.000 luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Và để chứng minh với anh em dây cá sấu người ta không có đục lỗ nè, thì mình cũng có tham khảo một chỗ khác nó bán nè, là nó không có đục lỗ mọi người. Dây da cá sấu nó không có đục lỗ. Để cho anh em xem nè. Nè, dây da cá sấu nè. Người ta không có đục lỗ nè mọi người. Đó, anh em thấy không? Nó trống trơn à, không có đục lỗ. Và giá người ta bán cũng khá là đắt nha mọi người nè. Cho anh em xem để mình coi có giá không. Nè, dây đồng hồ nè. Mọi người. Đây. Dây đồng hồ nè. Dây đồng hồ da cá sấu 160.000, 160.000 một dây. Đó. Và người ta không có đục lỗ, không biết sao mà nó không có đục, thì nhà sản xuất giải thích mình cũng như mình nói lúc nãy rồi đó. Rồi
1234 là mã 18, đồng giá là 250 nha mọi người. 250 một cặp đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 nha, mã số 5 thì cũng 250.000 luôn. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đó, mã số 5 thì nó hai dây cá sấu. Mã cái size này là size size bao nhiêu đây? Size 20. Đó, size 20 thì còn cũng vài cặp nữa là hết. Đưa lên đại diện một cặp thôi nha mọi người. Và giá cá sấu thì anh em cũng biết đó, không có cái nào giống cái nào, cho nên là anh em mua đầu tiên thì có thể mình giao cặp này, nhưng mà anh em mua sau thì có thể mình giao cặp nó hơi khác chút, thì anh em cũng thông cảm nha, không có cái nào giống cái nào hết. Đó. Cặp này là size 20, giá là mã số 5. Size 20 là mã số 5 nha mọi người. Mã số 5, giá 250.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Về mình mua một cặp để dành xài mọi người. Ví dụ đồng hồ mình mà nó dây nó có hư á, mình lấy ra mình thay. Rồi tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 là size 22. Size 22 thì còn hai cặp thôi. Đó, một cặp này nè. Anh em thấy không? Nè, màu giống nhưng mà cái đường vân vẫy của nó khác trơn là thấy không? Đó, tuy một cặp màu giống nhưng mà vân vẫy gì nó khác nhau, không có dây nào giống dây nào hết. 250.000 mã số 6 nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mấy cái dây này màu này nó độc lạ mọi người. Mọi người đeo mấy cái đồng hồ mà hầm hố á, đeo mấy cái dây này là rất là ngầu luôn. Đó, mã số 7 250 bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. 250.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Rồi, qua dây đồng hồ nha. Tiếp theo là bóp cá sấu. Bóp cá sấu thì mình còn chỉ có bóp một mặt thì chỉ còn có hai mẫu này thôi nha mọi người. Còn màu này và hai mẫu này thôi. Đó, này là bóp đứng nè. Màu này xài đẹp lắm mọi người. Màu nâu, xài đẹp lắm. Còn bóp đứng và bóp nằm. Màu này thôi, màu đen thì mình bán hết rồi nha. Là màu đen lấy nó ít, cho nên là bán hết rồi. Mặt bên ngoài là da cá sấu, rất là mềm nha mọi người. Rất là mềm luôn. Đó, rất là mềm luôn. Bên trong là da bò. Da nó mềm, nhưng mà cái gai nó thì rất là cứng. Một số anh em sai lầm, nói là da cá sấu nó cứng ngắt, không phải đâu mọi người. Da nó mềm cũng giống như da bò vậy đó, nhưng mà mấy cái gai á thì nó mới cứng nha. Nhiều anh em không biết, có biết cách nhận biết á, rồi nghi ngờ là da cá sấu giả, không phải đâu. Hàng có sao là mình bán là nói Iran gì nha mọi người, chứ không phải mà hàng da cá sấu giả mà mình nói da cá sấu giả đâu. Đảm bảo với anh em da cá sấu thật 100%. Nhiều chỗ nó bán là không phải da bò dập dân cá sấu nữa, mà anh em biết cái gì không, simili luôn. Mấy cái gai này nè, nó lú lú lên nè, anh em bóp là nó bị thụng xuống luôn á. Nhưng mà người ta quảng cáo là da cá sấu, rồi người ta nói mấy triệu á, giảm còn 300.000. Nhất là mấy cái clutch cầm tay á, ta nói vậy để cho mình mua. Rốt cuộc là mua simili mà mình cũng không biết. Nhiều người đâu có biết cách nhận biết da thật da giả đâu, nhưng mà làm bằng simili luôn á mọi người. Rồi chiều cao nó là khoảng hơn 11,5, khoảng 11,7 á. Còn chiều ngang là nó khoảng 9,8, 9,9 vậy đó. Gần 10 á. Gần 10 luôn mọi người. Rồi mã số 7, giá 280.000, bao phí vận chuyển. Này là rẻ lắm anh em, nên có nhu cầu sử dụng thì nên mua. Da cá sấu này tại cái chỗ này mình lấy là người ta nhờ thanh lý giùm thôi. Tại người ta để lâu quá với người ta không có lấy hàng cá sấu về người ta bán nữa, cho nên là ta thanh lý thì mình mới bán cho anh em giá này. Chứ mà da cá sấu một mặt này nè là bán phải từ, nói chung là trên 300 thì mới có lời mọi người. Tại vì bao phí vận chuyển nữa thì phải trên 300 thì mới có lời, khoảng tầm 320 á mới có lời. Rồi bao phí vận chuyển nữa, còn này do người ta thanh lý cho nên là mới có giá này. Mà anh em không mua thì mai mốt nó hết thì không có giá này đâu mọi người. Mình lấy hàng mới ở chỗ khác thì không có giá này. Này là người ta thanh lý. Cái này bóp nằm nha mọi người. Mã số 8, giá 280.000 luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Bóp nằm thì nó chuẩn size của bóp, khoảng 9,5 nè. Chiều này là khoảng 12 nè. Đó, 9,5 và 12. Cũng là da cá sấu nè. Nè mấy cái gai nè, nó cứng ngắt luôn mọi người. Đó, mà da bụng thì nó có gai nhẹ này thì không sao nha, không có thành vấn đề, nó không có cộm gì hết. Mà da mấy cái da cá sấu này rất là đã luôn mọi người, đã lắm. Ngăn nè. Đó, ngăn đựng thẻ rồi thì bao la ngăn này, không phải lo không có ngăn. Đây. Đó,
một ngăn, hai ngăn và một ngăn có dây kéo nữa. Bóp ở Việt Nam mình nó sản xuất là vậy đó mọi người. Việt Nam mình sản xuất là ngoài hai ngăn này còn có ngăn có dây kéo nữa. Còn bóp nước ngoài là nó chỉ có hai ngăn đựng tiền mà nó không có dây kéo nữa. Mấy bóp xi đa số là vậy đó, chỉ có hai ngăn thôi. Còn ở Việt Nam mình sản xuất thì ngăn đựng tiền nó có tới ba ngăn. Rồi tiếp theo là mã số 9 và mã số 10 là đây, anh em hỏi nhiều nè, bóp hai mặt, bóp hai mặt nha mọi người. Bóp hai mặt. Chiếc này về thì nó có da bụng. Nói chung hai mặt là mình lấy da bụng không à. Lấy gù rồi nó cộm lắm, anh em để nó rách túi cho nên mình không có lấy gù nữa. Gù thì vẫn có nhưng mà mình không có lấy, tại vì đa số anh em chỉ thích da bụng thôi. Mấy cái bóp á, anh em chỉ thích da bụng. Còn gù thì để nó bị rách quần. Mã số 9, 530.000, bóp hai mặt nha mọi người. 530.000, bóp hai mặt, đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đây, mặt ngoài da cá sấu, mặt trong cũng da cá sấu luôn, làm rất là đẹp. Và đặc biệt nó là 3 tầng ngăn nha mọi người. 1, 2, 3 tầng ngăn. Đây cũng vậy, 1, 2, 3 tầng ngăn. Bóp nó làm 3 tầng ngăn thì nó đẹp hơn. Nó có cái miếng kiến, giấy kiến mọi người, miếng bọc á. Nhưng mà có anh em thì lại thích miếng bọc đó để người ta để hình. Nhưng mà đa số thì 3 tầng ngăn nó sẽ đẹp hơn nha. Bên ngoài này cũng da cá sấu luôn. Bên trong thì lót da đó. Bên trong thì lót da bò, da cừu gì đó. Bên trong thì không xác định được da gì, nhưng mà chắc ăn là nó không phải da cá sấu à. Tại miếng lót đó thì không ai làm da cá sấu hết. Hai mặt nha mọi người. Hai mặt này thì mấy chỗ khác hôm trước mình cũng đưa lên cho anh em xem đó. Người ta bán hai mặt này là 600, 600 ngàn một cái, 600 ngàn. Còn anh em mà vô mấy cái trung tâm thương mại rồi anh em mua là da bụng nha. Và trung tâm thương mại anh em mua thì nếu mà hai mặt này nó bán từ 800 trở lên, 800 đến 1 triệu một cái mọi người. 800 đến 1 triệu tùy theo chỗ nó bán. Thì size nó cũng chuẩn thôi, 12 và 9,5. Rồi mã số 9 nha, giá 530 ngàn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 thì cũng là da bụng y chang vậy, nhưng mà nó màu nâu. Mã số 9 nãy là màu đen, còn bây giờ là nó màu nâu. Đó, hai cái màu này thì anh em màu nào anh em cũng thích chứ. Nâu đậm nè. Đó, da bụng nha. Và lưu ý là da cá sấu là không có cái nào giống cái nào hết. Anh em nào chốt đầu tiên thì có thể mình giao cái này hoặc là cái này, tùy theo anh em chốt màu á. Còn anh em giao chốt sau thì mình giao cũng tương tự, nó cũng tương tự là da bụng, nhưng mà có thể là nó sẽ khác một chút. Không có cái nào giống cái nào hết nha mọi người. Đó, đẹp lắm nha, hai mặt. Này anh em hỏi lâu rồi, nhưng mà lâu lâu thì mình mới nhập về một lần mọi người. Chứ nhập hoài thì nhiều khi anh em coi riết cũng chán, cũng nhàm cũng chán. Cho nên là lâu lâu mới nhập về để mà bán cho anh em một đợt vậy. Ngăn thì nó khá là nhiều ngăn này. Đây. Đó. 530 ngàn. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Bao gồm phí vận chuyển cho anh em luôn. Anh em mua hàng thì có điều kiện thì mình có điều kiện xài tài khoản trên điện thoại thì mình chuyển khoản, còn không thì cứ nhận hàng rồi trả tiền. Điều quan trọng nhất là mình xem kỹ thôi mọi người, xem nghe suy nghĩ kỹ thôi. Và mình trên đây đã quay rất rõ, rất rõ, rất chi tiết rồi. Đó, và mô tả rất là kỹ rồi. Thì khi anh em mua hàng, anh em đừng có yêu cầu mình chụp hình nữa nha. Đã mình bán hàng thì bán hàng qua YouTube, qua cái video. Mà hở ra cái anh em kêu chụp hình, chụp hình gửi qua, chụp hình gửi qua, thì có video, anh em đã xem video rồi thì còn chụp hình làm gì nữa. Mình đã quay mô tả rất là kỹ rồi, mình đâu có bán hàng qua hình ảnh đâu. Nếu bán hàng qua hình ảnh thì cái nào bán hàng qua hình ảnh thì mình sẽ chụp, mình đăng trên Zalo. Nhưng mà mình không có bán qua hình ảnh cho nên là không có đăng lên Zalo. Anh em chịu khó xem giùm nha. Rồi mã số 10, 9 và 10 đồng giá là 530. Đó, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo là dây nịch cá sấu. Dây nịch cá sấu là dây bản liền, dây liền bản 4 phân, nhưng mà thực chất đo thì nó còn khoảng 3/8 thôi. Người ta nói 4 phân nhưng mình đo còn khoảng 3/8. Và dây liền nha, trên thị trường thì nó có nhiều loại dây. Dây 3/5 nè, dây 3/5 nối, dây 3/5 liền, rồi dây 4 phân nối, dây 4 phân liền. Nói chung nó rất nhiều loại. Thì anh em mua nếu chỗ khác bán rẻ hơn thì mình mua, nhưng mà mình phải cân nhắc, mình phải hỏi kỹ coi dây liền hay dây nối. Và 3/5 hay 4 phân. 4 phân thì giá nó sẽ mắc hơn nha mọi người.
3,5 phần thì nó còn tầm 3/3, còn 4 phần thì nó còn tầm 3/8. Và trước khi đi vào nội dung của dây nịch thì anh em, nếu dây nịch là giá 600 nè, dây nịch là giá 600, bóp này là 530, hai món là 1,130 triệu. Và khi mà anh em mua combo á, thì thường thường là mua hai món là giảm 30, nhưng anh em mua combo này thì được giảm 50 ngàn. Đó, tức là mình 1,130 triệu thì nó còn 1,080 ngàn, còn 1,080 ngàn, và được tặng một cái 1,080 ngàn và được tặng cái móc khóa thôi nha mọi người. Combo mới có nha, còn anh em mua cộng unit thì không có, tại vì chính sách của công ty người ta đưa mình là khi combo thì người ta mới tặng cái này, combo thì người ta mới tặng cái này, còn anh em mua unit thì mình không có để mà tặng, anh em thông cảm nha, nếu có thì tặng cho anh em rồi, nhưng mà chính sách thì người ta không có. Anh em lưu ý là một cái bóp và một cộng dây nịch thì sẽ được tặng cái móc khóa này đó. Anh em lưu ý nha, còn mà mua mà lẻ thì không có tặng được, anh em thông cảm nha, chứ mình có thì mình cũng tặng anh em, chứ để làm gì. Tặng anh em thì anh em thấy có quà tặng anh em yêu quý anh em mua nữa, nhưng mà ngặt con gái là không có, số lượng không có để mà tặng cho anh em, cho nên là nếu mua lẻ thì thông cảm giùm nha. Mã số 11, 600 ngàn, dây nịch da cá sấu màu đen nha mọi người, da cá sấu màu đen. Để mình đo trước nè, đo trước cái bảng của nó, bảng của nó là cái chiều dài của nó là 1m14, 1m14 nha mọi người, 1m14. Chiều dài của dây nịch á thì nó khác nhau, có thể là nó dài hơn chút, nó ngắn hơn chút. Hiện tại cộng này là 1m14 nè, còn anh em nào khác mua thì mình giao cộng khác thì có thể là nó dài hơn chút xíu, hoặc là có thể nó ngắn hơn chút xíu, chứ nó không có bằng nhau hết nha mọi người. Bảng thì 3/8 như lúc nãy mình đã nói rồi. Đây, giá 600 ngàn. Đầu nó là có con cá sấu nè, miếng da dưới rồi nó gắn con cá sấu ở trên. Xài thì anh em xài thì anh em chỉ cần mở ra thôi, để cộng này mở cái đầu ra xỏ vô cho anh em xem. Rồi những cái cộng màu nâu thì mình không có xỏ nữa nha mọi người, không mở ra nữa. Đây, ở dưới nguyên miếng da nó gắn thêm con cá sấu nữa mọi người. Đó, anh em xài thì đơn giản lắm. Mặt sau, quên cho anh em xem mặt sau. Mặt trước là da cá sấu, mặt sau là da bò, và đảm bảo với anh em là da cá sấu liền nguyên nha, không có nối nha. Trên thị trường có dây nối nữa, nối thì nó rẻ hơn nhiều lắm. Dây nối thì có thể là nó bán rẻ hơn 100 ngàn á, rẻ hơn 100 ngàn một dây á mọi người. Dây nối tức là nhiều khúc nó nối lại với nhau á. Nhiều khi ở trên đây nè, vậy nè, rồi dưới đây nó cũng có khúc gì nữa, hoặc là chính giữa nó có gù, thường thường gù nằm ở trên, nhưng mà có thể nối là ở giữa nó có gù nữa. Đó, rất là đẹp nha. Xài thì ở đây có cái đầu khóa nè. Đó, đầu khóa thì cái đầu này đầu xịn, đầu khóa loại tốt mọi người. Xài thì anh em cứ sọt vô thôi. Đó, anh em nào kỹ thì mình có thể vừa kéo này lên vừa sọt vô. Đó, anh em sọt vô, mặc dù là nó không có đường ray, nhưng mà khi mình sọt vô là nó dính luôn à. Đó, nó dính cứng ngắc luôn à. Còn mở ra thì anh em kéo này lên, mở ra thôi. Rồi, mã số 11, giá 600, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Anh em lưu ý là mua combo dây nịch và bóp thì anh em cộng lại trừ ra 50 ngàn là nó còn 1,080 ngàn, và giảm 50 ngàn còn được tặng cái móc khóa nữa nha. Tiếp theo mã 12, giá cũng 600 luôn nha mọi người. Mã 12 giá 600, dây màu nâu. Dây màu nâu thì nó có hai mẫu. Đó. Mẫu thứ nhất là cái đầu nè, là nó không có gắn con cá sấu, nó chỉ có miếng da thôi. Và mẫu thứ hai là cái đầu nó có gắn cá sấu, chỉ vậy thôi. Dây thì cũng da bụng nó tương tự nhau, nó không có khác gì nhiều nữa. Da bụng đẹp nha mọi người, bản liền 4 phân, cũng giống như màu đen thôi, mà nó khác màu, nó là màu nâu nha mọi người. Nó là màu nâu. Đó, đều là da bụng hết, mặt sau thì nó làm láng chứ không, nó không dập hạt giống như dây màu đen. Da bò nhưng mà nó làm là láng luôn. Đó, hàng Việt Nam sản xuất chứ không phải là hàng si gì hết, nhưng mà đảm bảo với anh em là da cá sấu, chuẩn da cá sấu. Đó. Và mặt hông này thì nó ép cứng ngắc à. Anh em không phải sợ nó bị bung đâu. Đó, nó ép rất là chắc chắn nha mọi người. Rồi đo nha. Đo thì nó cũng tương tự thôi, nó dài tới khoảng 1m1, từ 1m1 cho tới 1m2 á. Cái này dài, cái này hơi ngắn một xíu nè, dài 1m08 mọi người.
dài 1m08, gần 1m1 á, gần 1m1. Dây này thì dài gần 1m1. Dây thì nó có dài ngắn khác nhau nha. Bản thì vẫn là 3/8. Rồi, mã này là mã số 12, giá cũng 600 luôn nha mọi người. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã 12, giá 600k, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Chuẩn da cá sấu nha mọi người. Cái mấy cái dây này nè, anh em vô mấy cái trung tâm thương mại anh em mua là không có dưới 1 triệu một dây đâu mọi người. Dây hai mặt bản liền nè, bản liền 4 phân không bao giờ dưới 1 triệu. Mã 13 cũng 600 luôn. Đó. Nè, cho anh em xem nè, không có dây nào nó giống dây nào hết nha mọi người. Mặt sau này thì dây này nó không có láng mà nó có hạt nè, nó dập hạt. Đó, còn cái này thì nó láng hơn. Làm tùy theo mọi người, tùy theo kiểu hạt với láng vậy thì cũng y chang à. Nó cũng là da bò. Dây này thì nó dài hơn nè. Dây này thì nó khoảng hơn 1m1, 1m12 á, dây này nó dài 1m12. Rồi giá của nó là cũng là 600 luôn nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã 13, giá 600, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Đây, dây màu nâu sẵn mở cái đầu ra để xỏ vô cho anh em xem luôn, dây màu nâu nó có khác dây màu đen không nha. Xỏ vô rồi nó ngon lành thành đạo không. Đó, vô ngon lành nè, đẹp không. Rồi, cứng ngắt nè, muốn mở ra thì kéo ra. Rồi, mã số 13 nha, mã 13, giá 600 ngàn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Rồi, anh em lưu ý là mua một combo dây địch và giá cá sấu nha mọi người, dây địch và giá cá sấu hai mặt thì được giảm 50 ngàn đồng đó. Mua combo thì 600 cộng 530 là 1.130.000, giảm 50 còn 1.080.000 và được tặng một cái móc khóa nha. Rồi tiếp theo là mã số 14 là dép này thì anh em dặn nhiều lắm nè, nhưng mà đợt này nó về toàn là size 40 không à, về toàn là size 40 không mọi người. Dép da cá sấu size 40 đây, mã số 14 nè, 350.000 nha, 350, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Dép da cá sấu đế thì rất là chắc chắn nha mọi người, size 40 và mô tả cho nó kỹ để thôi nhiều khi nói quên cái anh em hiểu nhầm là mình che giấu là đế nè, đế cao su rất là chắc chắn. À, size là size 40 nha, size 40 thì cái chỗ này nè là da bò dập vân cá sấu, da bò dập vân cá sấu nha. À, dép thì ở dưới cái đế này không ai lót da cá sấu đâu, da bò dập vân cá sấu, ở ngoài này cũng là da bò dập vân cá sấu luôn, có cái quai là da cá sấu thôi nha. Hay trên này nè, quay là da cá sấu. Rất là chắc chắn, rất là đẹp nha mọi người. Chắc chắn lắm. Mà đợt này nó về nó giao cho mình size 40 không. Đặt ké đó thôi mọi người chứ mình đâu có đặt được nhiều đâu. Là chiều dài của nó là khoảng tầm cái đế nè, khoảng tầm hơn 26 một tí, khoảng tầm 26 mọi người. Hơn 26 một tí nha. Nói chung là anh em nào mang size 40 thì mình mua size 40 nó sẽ vừa. Anh em nào chân mà size 40 á thì mình mua size 40 mình mang là chắc ăn nó vừa. Rồi, mã số này là mã số 14, giá 350.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Tiếp theo mã số 15, 15 là hàng VIP nha mọi người, hàng VIP. Dép này kêu là dép doctor, giá 800.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 800.000 nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Đó, cái này thì cũng lấy ăn ké đó thôi, người ta đặt khoảng chừng 100 đôi đó, nhưng mà chỗ mối mang anh em thì mình dặn nó chia lại thôi chứ mình không có đặt nhiều mọi người. Thường thường xưởng nó làm là đặt nó hàng 100 đôi nó mới làm không à, chứ ít thì nó không có làm, cho nên là khi mà có khách hàng mà đặt cái này á thì mình ké vô vài đôi đó thì nó chiết ra nó làm cho mình chứ không có chứ mình đặt lẻ lẻ là dễ gì nó làm mọi người. Xưởng là nó làm số lượng nhiều không à. Dép doctor rất là đã mọi người. Mình có 3 số nha, 41, 42 và 43. Có 3 đôi thôi, 41, 42, 43. Anh em mua cái này mang cực kỳ sang trọng luôn. Này, có gù nè mọi người. Này, chỗ này lưng nè, chỗ này gù nè.
Cá sấu này thì nó cũng nhỏ chứ không có to. Cũng nhỏ chứ không có to nha mọi người. Bên đây thì nó to hơn chút xíu nè. Nói chung là gù không con nào giống con nào hết mọi người. Nó phải khác nhau rồi. Đó, mặc dù là hai chiếc dép là một đôi nhưng mà nó cũng có sự chênh lệch. Nó không có khi nào mà nó y chang 100% được. Đó, size này size 41 nha mọi người. Anh em nào mang đúng là vừa. Ví dụ mình mang 41 thì mình cứ mua 41. Mang 42 thì cứ mua 42, mang 43 cứ mua 43 là nó vừa mọi người. Đế nó thì đế cao su nè mọi người. Đế cao su ta kêu là đế xẹp, đế gì đó là nó hai lớp nè. Bên trong nó có một lớp nữa gì đó. Đó, đế cao su trong suốt nè, nó mềm. Nó mềm nó dẻo mọi người. Đế này cũng là loại đế xịn nè. Chắc chắn lắm. Như mình mà hơn 100 kg nè mà mang vô nó cũng không có nó không có thụng xuống mọi người. Rất là mềm. Mặt này vẫn là da bò dập nha. Mặc dù là dép cao cấp nhưng mà vẫn da bò dập. Mà dép phơm đốc tợ anh em cũng biết đó. Ngày xưa mà nó cũng mấy trăm ngàn đôi mà nó bằng da bò không mà. Mấy trăm ngàn đôi mọi người. Con Di này là da cá sấu. Đó. Rồi. Xe 41. Mình có 3 đôi 41, 42, 43 thì đo cái 41 để cho anh em biết nè. Là nó khoảng tầm 27,5, 27,6 mọi người, khoảng 27,6. Xe 41. Rất là đã nha. Chỗ này nó hót là đôi nào nó cũng hót hết chứ không phải là nó bị lỗi nha mọi người. Tại cái đế người ta sản xuất vậy á. Rồi nó để chữ gì tùm lum hết à. Đã lắm. Rất là sang sang chảnh nha mọi người. Rồi mã số 15 giá 800 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 800.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 800 đã bao gồm phí vận chuyển nha mọi người, anh em lưu ý nha, đã bao gồm phí vận chuyển. Một đôi này thì khá là nặng. Phí vận chuyển cũng khoảng tầm 40.000 á. Rồi qua dép rồi tới nước hoa nha mọi người. Nước hoa là mã số 16 nè. Đó, nó gồm có này, khỏi lấy ra cái bọc mọi người. 1 chai, 2 chai, 3 chai, 4 chai, 5 chai, 6 chai. Chai này thì nó lưng nó còn ít nè. Coi như là chai này tặng kèm nè. Còn chai này thì nó còn cũng gần đầy nè. Chai này gần đầy nè. Chai này lưng còn ít nè. Và chai này thì quyền thoại thì nó đầy rồi nè. Nó đầy. Chai này cũng đầy nè. Còn chai này còn khoảng tầm nửa chai. Chai này thì hơn nửa chai. Đó, giá của nó là 550 ngàn. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 550 nha mọi người. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đó, một chai đầy, hai chai đầy, chai này thì gần đầy, chai này còn tầm nửa chai, chai này hơn nửa chai. Đó, và chai này thì nó còn ít ở dưới nè. Giá 550.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Bao gồm phí vận chuyển cho anh em luôn. Về cho mình trải nghiệm nước hoa xịn nha mọi người, nước hoa chính hãng xịn. Rồi tiếp theo là mã số 17. Mã số 17 chai này là nó còn nguyên hộp nè. Hôm trước bán 600, hai chai mà còn chai nè, thanh lý cho anh em luôn, 500.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Chai này là hầu như là nó còn đầy luôn mọi người. Nó bằng nhôm không xác định được. Nhưng mà khả năng là nó còn nguyên nè, nó còn nguyên, nó còn đầy luôn á. Không xác định được cho nên là bán anh em 500.000. Theo mình lắc là cảm nhận là nó còn đầy mọi người, tại vì nó còn tem mạc gì tùm lum bla chứ nè. Đó, sổ sách gì nè. Và cái hiệu nó là hiệu ISL, là cái thương hiệu khá là nổi tiếng nha. ESL 50ml, nước hoa Paris, nước hoa của Pháp nè. À, ESL 50ml nha. 50ml. Made in France nè. À, nước hoa Pháp. Chai nó đây. Chai nó bằng nhôm kim loại. Nhôm, không hít 500. Dạng nó thì dạng xịt. Xịt ra thì mùi thì cũng mình có xịt thử nhát thì nó thấy nó cũng thơm, thơm lắm. Mà nước hoa hàng qua sử dụng này thì hên xui mọi người. Nhiều khi có chai thì nó thơm lâu, còn có chai thì nó thơm cũng nó giữ không được lâu. Nhưng mà ai thích chơi hàng si thì người ta lại thích cái cảm giác đó. Mua được hàng xịn với giá rẻ thì về mình trải nghiệm. Cái này thì mua hàng si thì không thể nào đảm bảo cho anh em được. Và mấy cái mùi á, mình thử lát cái nó loạn mùi hết trơn, cho nên là cũng không có biết mùi đâu mọi người. Lấy thằng chai cái chấm ra một miếng, lát lấy chai khác ra ngửi lát rồi là không có biết gì hết trơn luôn.
Rồi, mã số 17 giá 500. Anh em nào chuyên chơi hàng si thì mình cũng hiểu nha. 500 ngàn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cái đó là 50ml nha mọi người. Còn mấy chai mà mini này lúc nãy nè, chai thì nó 5ml, rồi 3ml, 7ml, 7,5ml. Mình cũng không biết được có chai nó để, có chai không. Bán nguyên combo vậy đó, cho anh em 550 ngàn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Về mình trải nghiệm hàng xịn như thế nào và mình xài được nhiều mùi mọi người. 6 chai thì mình xài được 6 mùi. Mã số 18 giá 250. Thì như đã hứa thì mỗi clip mình sẽ có món đồ nghề giá rẻ để mà thứ nhất là tri ân khách hàng, thứ hai là mình xả cái đồ nghề, mai mốt không có lấy đồ nghề bán nữa mọi người. Và xả là xả dưới giá vốn. Có thể lỗ tiền hàng và tiền ship, còn có những món thì có thể lỗ tiền ship. Thì cái đó anh em tin hay không là tùy nha. Đây một cái dao đứt nè. À, giao đức hình thức thì nó còn cũng khá là ok. Mình có liếc liếc sơ sơ thì nó cũng thấy nó cũng hơi bén bén nè. Về anh em phải mài lại nha. Mài lại thì nó bén. Cây này cũng vậy, cũng là cái giao đức, giao của nước Đức nha mọi người. Nó có cái logo nè, đó, logo hình người đó. Đức chính hiệu chứ không phải là Đức nhái nha. Hai cái giao đức. Và còn cây này là tặng, tại vì cây này nó xấu. Giao cây nè, nó xấu. Về tặng anh em xài được thì anh em tận dụng, anh em xài. Nó còn cái vỏ khá là đẹp. Vỏ thì mình đúc ngay khớp nó mới vô. Anh em đúc sát dưới này nè. Anh em đúc sát dưới này nè là đưa nó vô. Đó, cái vỏ nó hơi khó đúc chút xíu. Rồi, cái dao này thì hình thức cán nó nè nha mọi người. Toàn thân cái dao là khoảng 30, còn cái lưỡi là khoảng 18. Hộp 18 chút á, bản là 4 phân. Cái này thì bản thì khoảng 3 phân 7. Toàn thân cây dao là khoảng 26, còn bản của nó là khoảng 3,7. 7,7 nãy đo rồi ạ. Còn chiều dài của cái lưỡi dao quên đo. Chiều dài của lưỡi dao là khoảng 14,3. Rồi, một cặp dao đứt giá 250 tặng cho anh em một cây dao này. Mã số là 18 nha. Mã 18, 250, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo đây là một món nữa, clip trước quên, cho nên clip này là phải có hai món nha mọi người. Clip này có hai món, giá 220 ngàn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 220 ngàn, mã số 19 nha, gồm có một cây nè. Đó, đều là hàng Nhật Bản hết nha mọi người. Cây này 23, 26 nè. Rồi cây này là mấy mấy đây, nó để gì 3/8 như nè mọi người. 3/8, còn cái này là 7/16. Mấy cái này thì mình không có rành nha. Anh em nào chuyên xài là nhìn cái là phát là anh em biết liền à. Còn này thì 2 đầu 14. 2 đầu 14 là 3 cây rồi. Cây thứ 4 là 2 đầu mấy đây, 2 đầu 10. Cây thứ 5, cây thứ 5 là 2 đầu 17. 2 đầu 17 nha. Cây thứ 6, cây thứ 6 là 17-21. Cây thứ 6, 17-21. Cây thứ 7 là 2 đầu 12. 2 đầu 12 là nó có 3 cây chụp khóa nè. 3, 6, 7 cây khóa nha. 7 cây khóa. Rồi một cái đầu vít. Đầu vít này giá nếu anh em mua mà lẻ, tại vì cũng khoảng 40 ngàn một cái. Đầu nó còn đẹp nè. Đầu chuẩn xịn luôn nha. Chuẩn hàng si luôn á. Nó có hiệu gì vậy mọi người? Anet BH B2H Mắt in nhà băng. Đây, cho anh em xem kỹ nè. Đó, mắt in nhà băng nha. Rồi một cái kìm, một cái kìm mà bỏ nhọn. Răng còn khít nè. Răng kẹp còn cũng khá là đẹp nha. Kìm bỏ nhọn thấy gì trong nhà rất là cần nha mọi người. Khi cần xài không có, cho nên là mình mua mình để mình xài. Rồi giá của nó là mã số 19 nha, 220 ngàn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 19, 220, đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo mã số 20. Mã số 20 là nồi cơm điện nha. Nồi cơm điện này thì hôm trước đã giới thiệu cho anh em rồi nè, nhưng mà nó chưa tìm được người muốn sở hữu nó, cho nên là hôm nay giới thiệu lại nha mọi người. Nồi cơm điện này
thì rất là nặng, nó thuộc dòng cao cấp. Nó thuộc dòng cao cấp của thằng Panasonic nha mọi người. Hàng cao cấp á, anh em có điều kiện thì nên xài những cái nồi này mọi người, công nghệ nó cao lắm. SR SBX 106. Anh em cứ lên Google anh em đánh cái, anh em đánh là nồi cơm điện Panasonic SR SB 106, rồi anh em cứ tra giá đó. Anh em xem tham khảo coi giá nó bao nhiêu tiền. Hôm nay mình bán nó là 2.500.000 nha mọi người, 2.500.000 đồng đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Hình thức thì còn bên ngoài thì còn nói chung là khá là ok. Mấy cái nồi xịn, công nghệ cao cấp, có thể nó là đỉnh nhất của hàng Bana. Đây, nó có Econavi tiết kiệm điện nè, IH cao tầng nè. Đó, Econavi tiết kiệm điện, IH cao tầng. Và mấy cái này mình có dán nè, chú ý xài điện 100V. Rồi nút bật, nút nút tắt gì đó, dán sơ sơ cho anh em. Nồi đây nè, đây giới thiệu cơ bản cho anh em nha. Nè, phía sau này có để nè, Panasonic SR SB 106, điện 100V, công suất 1210W, nồi 1 lít, nồi 1 lít. Đó, sử dụng điện 100V và nồi 1 lít. Nó sản xuất năm 2016, đời khá là cao nha mọi người. 2016, 106 là 2016, 107 là 2017, 108, 2018, 109 là 2019. Rồi cho anh em xem cái nắp hơi nè. Nắp hơi thì mình xài lâu ngày, mở ra vệ sinh nha mọi người. Vệ sinh thì chỉ cần mình bấm nút này nè. Đó, mở ra vệ sinh. Bên trong cái gì là mình phải giữ nguyên cái đó, đừng cho làm mất nha mọi người. Ví dụ chỗ này có cái ron nè. Đó, là mình rửa thì mình rửa cho nó kỹ. Chứ không thôi là nó mất ron là coi như là nó mất tác dụng nha mọi người. Cái gì trong cái nồi nó có là anh em lưu ý là phải cẩn thận giữ cho nó nguyên, đừng làm mất nha. Bên trong mấy con ốc này là có thể là nó có mấy cục hít nữa, cho nên là anh em đừng có mở nó ra. Nếu có mở thì cái gì ở trong thì mình phải giữ cho nó đầy đủ. Cái này thì mình đã test nấu cơm rồi, anh em nào muốn xem test thì mình sẽ để cái clip nó phía sau nha. Mấy nồi này anh em nên sở hữu, đã lắm. Nồi cao cấp nè, nó rất là nặng mọi người, nặng dữ dằn luôn. Mà anh em xem mấy cái màu rồi nó cũng đẹp nữa đó. Rồi để mình cân nặng nó trước đi. Nặng lắm, mấy cái nồi cao cấp này là nó nặng ghê lắm. Và đặc biệt mấy cái nồi này nó có cái đồ sách nữa mọi người. Đồ sách nó nặng khoảng 7kg. Ghê hồn luôn. Một cái nồi cơm điện có 1 lít nè, mà nặng khoảng 7kg. Và 1 lít thì mình ăn vừa mọi người. Nhà khoảng tầm 4 người là ăn, nấu 1 lít gạo hoặc là 1 kg gạo là ăn vừa đủ. Lòng thì nó cơ bản là khá là ổn. Lòng thì nó không được xuất sắc nhưng mà vậy là được rồi mọi người. Còn đây là cái nắp hơi. Anh em muốn mở ra thì anh em bấm nút vô là nó văng ra. Đây là nắp hơi nè. Mình có test nấu cơm rồi, thì về thì anh em chỉ cần mở nắp hơi ra, anh em đi rửa sơ sơ rồi anh em chùi lại là, rồi anh em lấy cái khăn sạch đó, anh em chùi vòng vòng đây rồi rửa cái nắp hơi bên ngoài nữa là vệ sinh xong là chiến. Ron thì còn cũng khá cơ bản là khá là ổn ha. Khá là ổn. Ron thì khá là ổn. Nồi thì nó không có bị xì nha mọi người. Mình đã test nấu cơm rồi, nó không bị xì gì hết. Cơ bản là ngon lành. Mấy nồi này với cái giá này thì rất là rẻ. Mấy chỗ khác người ta bán tầm khoảng, nói chung là không có chỗ nào bán dưới 3.500.000 hết. Không có chỗ nào dưới 3.500.000, có chỗ nó bán 4.000.000 nè mọi người. Đây là cái cốc nước bù ẩm. Nó có cái ron ở đây. Anh em đừng có làm rách nó nha. Xài muốn bền là mình phải nâng niu nó mọi người. Còn cái lòng nó đây, của bền hay không là do mình nha. Lòng thì bên trong nè mọi người, nó tráng lớp men cũng khá là dày. Người ta xài nói chung là hàng cao cấp thì người ta xài cũng nhiều ha. Rồi bên trong đây sạch đẹp, sạch đẹp ngon lành nha. Rồi để ghim điện nói sơ về cái cách hoạt động. Cái này thì nó hết pin rồi nha mọi người. Cái màn hình nó hết pin rồi, mình ghim điện nó mới lên nha. Anh em lưu ý là cắm điện 100V nha. Cắm điện 100V và dây điện mình kéo ra thì tới cái giới hạn đỏ nè là mình phải ngưng nha. Nè, đây nó có dán băng keo đỏ. Kéo ra hút cái đó là mình phải ngưng, đừng có kéo nữa. Kéo nữa là nó hư cái lò xo bên trong á.
À, khi anh em cắm điện rồi thì nó lên nè. Mặc dù là nó hết pin, mấy cái nồi thường á là khi mà nó hết pin đó mọi người, là anh em cắm điện vô là cái giờ này nè, nó không có chạy. Nhưng mà cái này mặc dù nó hết pin nhưng mà mình cắm điện nó vẫn đúng giờ. Hiện tại là 18:51 nè, đúng cái đồng hồ đúng luôn á. Đó. Đó. Thì cách sử dụng thì nút này là nút chọn gạo nè, mới vô là mình bấm nút này. Mình chọn gạo thì nó có rất nhiều gạo nè. Ở trên đầu tiên là gạo trắng nè, dưới này là gạo không vo, dưới này là gạo lứt, còn dưới này là gạo gạo lứt rồi gạo hạt kê gì đó. Nói chung là mình chỉ quan tâm tới ở dưới đây là gạo gì nữa nè, còn dưới đây là thương hiệu gạo trắng nè, rồi thương hiệu gạo không vo nè. Mình chỉ quan tâm tới gạo trắng thôi mọi người. Ở Việt Nam mình thì thường là đa số là thứ nhất là nấu gạo trắng nè, thứ hai là nấu gạo lứt nè. Mình quan tâm tới gạo trắng thôi. Khi mình bấm nút chọn gạo nè, rồi mình chọn mình tới chế độ gạo trắng nè, mình bấm vô chọn gạo trắng. À, khi anh em nấu lần thứ hai thì mình chỉ cần bấm nút nấu thôi, mình không cần lựa chọn gì hết. Rồi tiếp theo, nút này nút chọn gạo, rồi tiếp theo là tới nút menu là chế độ nấu nè, mình có dán nè. Tại vì chữ chọn gạo nó không có cho nên không có dán. Còn chế độ nấu nè là bấm menu á. Bấm menu thì nó có hai bên, mấy bên đây là mấy chế độ nấu cơ bản. Mình bấm xuống chế độ đây là nấu thường nè. Mình bấm chọn xong mình nấu luôn cũng được. Nhưng mà mình bấm mũi tên xuống nè, cho nó xuống 10 chế độ nè. Rồi mình bấm nút chọn nè. Đó, bấm nút chọn. Bấm nút chọn xong ở đây nó có rất là nhiều chế độ nấu cơm nè. Đó, nấu cơm bình thường là tút ở trên nè. Rồi nấu cơm cứng nè, nấu cơm mềm nè. Rồi tiếp theo nè. Để cái màn hình về nhiều khi anh em không thấy nè. Nói anh em không thấy. Đó. Ở trên là nấu cơm cứng nè, nấu bình thường nè, nấu cứng nè, nấu mềm nè. Ở dưới đây là nấu cơm mềm hơn và dẻo hơn nữa nè. Rồi hơi cứng gì đó. Rồi dưới đây là hơi mềm. Nói chung là mình chọn ngay chế độ này nè. Một là ở trên đây nấu bình thường, hai là chế độ này, chế độ cơm mềm và dẻo là chế độ nấu ngon nhất nè. Rồi xuống ở dưới đây nữa. Xuống dưới đây nữa là nó còn một chế độ... ở dưới đây là nấu nhanh. Rồi mình thoát về cái đi. À, muốn nấu ngon thì mình vô 10 chế độ, còn mình muốn ra nấu nhanh nè. Nấu nhanh thì ở đây nó có nè. À, trên đây là nấu sashimi cơm bạc bình thường á. Ở đây là nấu tiết kiệm điện. Ở đây là nấu nhanh nè, và xuống chế độ cuối cùng này là nấu cháo. Đó, anh em muốn nấu cháo thì anh em nấu chế độ này. Còn dưới đây là mấy cái chế độ gì nó rất là nhiều chế độ. Đó, cho nên là mình cũng không có cần quan tâm tới muốn nấu nhanh thì ra đây nha. Còn bây giờ mình về chế độ ngon nhất cho anh em nha. Mình cài sẵn cái chế độ nấu cơm ngon nhất cho anh em là ngay chế độ này nè. Mình đã nhắn nấu rồi, nó nhớ rồi. Mình bấm vô đây thôi, đã chọn gạo trắng xong rồi tới chọn chế độ ngon nhất rồi. Là nó giống số 5 đó mọi người, nó giống số 5 nè. Một số 5 chữ tờ rồi tới số 5 chữ tờ rồi tới số 5 đó. Rồi bấm nút nấu thôi, là mình nấu thôi. Nấu thì nó hiện lên nè. 51 phút mọi người. Hiện tại là 18:55 và 51 phút sau là cơm nó sẽ chín. Rồi, muốn tắt thì bấm nút tắt. Rồi ở đây là hâm cơm nè. Muốn khi mà nấu cơm xong thì nó tự động nhảy qua chế độ hâm. Và mình muốn khi mà cơm nguội, cơm nhà cơm nguội mình muốn hâm nữa thì mình để cơm nguội vô xong. Bấm nút hâm là nó sẽ hâm nha. Đây nó hiện số phút nè. Hiện số giờ chứ. 0 giờ đến 1 giờ đến 2 giờ gì đó. Mình bấm hai lần là nó hâm nhanh hay gì đó. Nó chế độ nó hâm nóng nhanh đó. À, không thì bấm nút tắt. Nút tắt rồi nó để gì đó. Anh em xài thì anh em mua Google dịch. Không phải tải cái phần mềm Google dịch về anh em đưa vô mấy cái này là nó dịch tút tuần tuột hết nha. Rồi cơ bản là vậy, anh em cứ theo vậy mà anh em làm là mình nấu cơm được. Cơ bản thì mình đã chọn ngay chế độ nấu ngon cho anh em đó. Về thì mình chỉ cần vo gạo xong để vào. Rồi ví dụ anh em về nè, anh em lấy nè, vệ sinh xong vo gạo bỏ vô, cắm điện 100V. Anh em lưu ý nha, có một ông anh ổng mua xong ảnh xài đâu được một hai lần vậy đó, rồi ổng điện ổng thông báo nói vợ ổng ghim điện 220 nó cháy rồi. Rất là ổn nha. Rồi khi mà anh em vo gạo xong, anh em bấm nút nấu.
Đó là 51 phút. Là không cần phải làm gì nữa hết. Bấm nút nấu. Nồi này thì nó có áp suất điện tử. Khi anh em nấu thì áp suất nó lên và khi chín thì nó sẽ hiện cái economy tiết kiệm điện ra nha. Và áp suất điện tử mà khi mà mình nấu mà nước nó sôi lên là mở nắp nó không có ra nha mọi người. Rồi, qua cái nồi này nha. Nói chung là hình thức cơ bản còn đẹp, son thì còn cũng được nha. Giá nó là 2,5 triệu bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cái nồi này phí vận chuyển thì nó cũng cả 100.000 mọi người. Nó nặng á thì nó cũng khoảng 8-90, gần cả 100.000 chứ không ít đâu. Rồi mã số 20 nha mọi người. Mã số 20 giá nó là 2,5 triệu. Anh em nào có nhu cầu xài thì ủng hộ mình nha. Và nói chung là giá nó rất là rẻ nha mọi người. Và nồi cao cấp, nấu cơm nó sẽ ngon và nó có rất nhiều chế độ. Nó sẽ ngon hơn nồi cỏ nào bình thường nha. Tiếp theo cái này thì cũng là một cái dòng của rất là đỉnh của thằng Bana nè. Anh em muốn tra giá thì anh em nhập Panasonic SR BA106 vô và anh em xem giá. Mình tham khảo thì nó bán khoảng 3,9 triệu, 4 triệu gì đó. Thì nồi nó cũng tương đối, nó đẹp cũng cỡ này thôi chứ không hơn. Nhưng nó bán khoảng tầm 4 triệu mọi người. Bán khoảng tầm 4 triệu. Thì anh em lưu ý nè, xài điện 100V nha. Nồi này thì nó không có cái hộc nước bù ẩm giống như cái nồi kia. Nhưng mà bù lại cái thì nó đẹp hơn. Cho nên là giá nó 2,7 triệu nha mọi người. 2,7 triệu bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 21 nha. Giá 2,7 triệu, đồng hồ nó còn luôn nè. 18:59 nè. Đó, đồng hồ còn có economy tiết kiệm điện. Nút này nút hâm, nút này nút bật, nút này hẹn giờ, nút này nút nấu. Hẹn giờ thì ở đây mình ít có sử dụng lắm, cho nên là cũng không cần thiết phải bấm nó, không cần thiết phải xem nó. Rồi anh em xem nè, màu nâu khá là đẹp nha. Còn cái nắp hơi thì nó y chang như cái nồi kia vậy đó. Lồng thì có thể là nó sử dụng chung lồng được luôn đó mọi người. SRBA106 nè, 100V. Nó sử dụng chung lồng được luôn mọi người. Anh em lưu ý là xài điện 100V nha. Này là bản mã nè, anh em về anh em có thể Google dịch, anh em dịch. Ví dụ nó hiện lên mã lỗi U15 là cái gì, cách khắc phục như thế nào, U10 là cái gì, cách khắc phục như thế nào là nó có để hết nha mọi người. Tải Google dịch về anh em dịch. Cái này thì màu nó giống như là nó bị cào á mọi người. Nó bị cào cái này nè, màu nó không có được đồng nhất nè, nó cào chỗ này. Nhưng mà bằng nhựa cơ bản là nó còn đẹp hết. Dưới đáy đâu nè, đẹp hết. Cái này là mình không có mở ra gì hết trơn mọi người, không có đụng vô gì nó, nhưng mà cái nồi kia cũng vậy, quạt gió rồi nó còn đẹp hết mọi người. Quạt gió rồi còn đẹp hết, không có mở, không có đụng chạm gì tới hết nha. Tại vì mấy cái nồi này mình không có dám mở, không có dám đụng vô. Ví dụ nó dơ thì mình chùi bên ngoài thôi, chứ không có dám đụng vô trong. Mở ra mà không biết gắn lại là đổ nợ liền mọi người. Và cái nồi này thì nó đặc biệt là nó sản xuất 2017 nè, nó có mã code luôn. Sản xuất năm 2017 nha mọi người. Cho anh em xem cái nắp hơi. Nắp hơi thì nó cũng y chang như cái nắp kia thôi, nó không có khác gì chứ, nó giống hệt luôn. Có thể là nắp hơi này với bên kia là mình xài chung được luôn. Ví dụ anh em mà mua nguyên hai cái nồi luôn, anh em nào có điều kiện thì chơi hai cái luôn, là lòng đổi qua đổi lại được luôn. Nè cái này mình mới nấu cơm hôm qua nè. Đó, nước nó vẫn còn đọng trong đây luôn. Mới nấu cơm hôm qua mọi người. Về thì mình lấy cái nắp hơi này mình đi rửa xong rồi mình lấy khăn sạch mình chùi sơ sơ lại. Tại vì mình đã nấu cơm năng luôn rồi, cho nên là đã vệ sinh cơ bản là nó sạch rồi. Giờ anh em sẽ sơ lại. Rồi bên trong ăn nút. Lưu ý xài điện 100V nha. Đó. Cho xem cái nắp hơi trước đi. Nắp hơi thì nó cũng y chang như bên kia. Khả năng là hai cái là sử dụng cùng cái nắp hơi luôn mọi người. Khả năng là nó giống nhau luôn á. Hai cái này nè, thằng nào cũng là cao cấp của Panasonic, nhưng mà cái kia nó khác. Cái này là nó không có cái hộc nước bù ẩm á, nó không có hộc nước bù ẩm thôi, còn lại là hầu như là nó giống nhau luôn mọi người. Hầu như là nó giống nhau luôn. Mình quên không có thử rồi hai thằng có đổi qua đổi lại được hay không. Cái nắp hơi á đã test nấu cơm rồi, không có xì nha mọi người. Nó có áp suất điện tử, không có xì, gắn ngược để ngay thì mới vô nha. Muốn mở nắp hơi thì chỉ cần bấm nút này là xong. Rồi cho anh em xem bên trong. Đó, bên trong cũng sạch sẽ, đẹp đẽ nha, đẹp trai nha. Đó, nồi này thì nhẹ hơn cái nồi kia. Là nồi này 6kg
sau khi gửi, còn kia tới 7 kg là rồi cái lồng đó nha mọi người. Đó, lồng thì đẹp trai luôn, cực kỳ đẹp luôn mọi người. Đó. Ở dưới đáy thì người ta để lâu ngày thì nó tróc là cái chuyện bình thường rồi, nhưng mà trên là đẹp nè, bên trong cũng vậy, bên trong khá là ngon lành luôn mọi người, bên trong là đẹp cực kỳ luôn. Cái lồng mà nồi mà hàng đã qua sử dụng mà còn như thế này thì còn gì bằng nha mọi người, khá là dày dặn luôn. Rồi cái này thì nó không có hộp nước bù ẩm nhưng mà nó đẹp hơn, cho nên là giá của nó là 2,7 triệu nha mọi người, mã 21 giá 2,7 triệu. Tra mấy chỗ khác nó bán là tới nói chung là khoảng tầm 4 triệu đó. Khoảng 4 triệu trở lên đó, không có chỗ nào bán rẻ hết. Thì anh em nào có nhu cầu xài thì mình nên xài những cái hàng cao cấp này mọi người. Nhà anh em nào có điều kiện đó, xài hàng cao cấp. Và anh em lưu ý là điện 100V. Anh em mua cục biến điện đó, rồi ghim hoài để hoài luôn, đừng rút ra. Rút ra nhiều khi ghim lại mấy người ở nhà nấu không biết rồi nó lộn với mọi người. Cho nên là cứ mua cục biến điện rồi mình để cái nồi cơm cố định, mình đừng có lấy, mình lấy cái lòng nồi ra mình ăn thôi, đừng có bưng nguyên cái, đừng bưng nguyên cái nồi cơm. Anh em lưu ý là cắm điện 100V nè. Rồi cái nồi này thì nó hơi khác cái kia một chút. À, cái menu bên đây là những cái chế độ nấu cơ bản. Bấm tắt đi. À, bên đây là chọn gạo nè, menu bên đây là chọn gạo nè. Ở trên đầu tiên là gạo trắng nè, rồi dưới đây là gạo, để em để sát vô một chút. Đó, ở trên là gạo trắng, ở dưới là gạo không vo nè, gạo lứt, rồi gạo gạo lứt nảy mầm, rồi gạo gì tùm lum ở dưới đó, mình cơ bản quan tâm tới gạo trắng. Mình bấm tới gạo trắng nè. Rồi bấm qua này là menu thứ hai. Menu thứ hai là những cái chế độ nấu cơ bản. Này, nấu cơm sa sushi và chế độ ngon nhất là hôm đó mình đã chọn rồi, nó nhớ nè. Rồi mình qua bên đây là cái chế độ gì? Chế độ gì đó, ở đây là vệ sinh nồi, và ở đây là cài đặt thời gian. Cài đặt thời gian để mình Google dịch thử coi nó cái chế độ gì mình quên rồi. Nói chung là bên đây là chọn gạo nè, bên đây là các chế độ nấu, còn đây là vệ sinh nồi, còn đây là, để anh bấm qua coi. Đây là vệ sinh nồi nè. Rồi ở đây là nó hiện cái thời gian gì đó. Để 5.5 nè, thời gian gì cao thấp gì đó, mình không có cái chế độ này không có biết. Còn bên đây là cài đặt thời gian, là mình cài đặt giờ á, mình bấm qua chế độ cuối cùng là khi mà giờ nó sai á, bấm qua đây thì bấm mũi tên lên xuống để mình chỉnh giờ. Rồi trở về cái cơ bản là chọn gạo nè, là gạo trắng nè, rồi mình muốn mấy cái chế độ nấu cơ bản không á thì bấm vô đây, bấm đây thì rồi qua mũi tên nè, đó sa sushi nè, nó đang chớp nè, rồi bấm xuống là cơm cứng nè, kế là cơm mềm nè, kế là cơm mềm dẻo ngon nè, là chế độ này, là mình đang nấu chế độ này thì nó nhớ nè, là sa sushi bạc nè, rồi cơm mềm cơm ngon á là nấu này. Còn mình không muốn nấu mấy chế độ cơ bản á thì bấm qua các chế độ nấu nè, rồi bấm xuống nè, đó là nấu này, là nấu tiết kiệm điện nè, rồi tiếp theo là nấu nhanh nè, đó tiếp theo là nấu nhanh, không biết anh em thấy không đó, nó chớp chớp đó. Rồi bấm xuống cái nữa là nấu nấu ít gạo, nấu ít gạo. Rồi dưới đây là nấu gì không biết luôn. Kế tiếp là nấu cháo nè. Nè, không phải là nấu xôi, kế tiếp là nấu xôi. Mấy cái chế độ mà lạ lạ thì mình không cần quan tâm mọi người, và cái cuối cùng nó nằm bên ngoài là nấu cháo đó, mọi người. Anh em quan tâm là những cái nè. Đó, những cái là nấu cơm ngon nhất là một cái nè ha. Tiết kiệm điện thì cũng không cần xài, nấu nhanh thì anh em thích thì anh em nấu nhanh nè. Rồi nấu nhanh rồi nấu ít gạo, nấu ít gạo thì mình bấm cái này, mà cái này mình cũng không cần đâu mọi người, ít gạo nhiều gạo gì cứ bữa vô chế độ nấu ngon đi. Rồi nấu sôi nè. Đó, nấu sôi là đó. Nấu sôi rồi cuối cùng là nấu cháo, mình quan tâm mấy cái này thôi. Rồi ví dụ mình cái chế độ nấu ngon nhất nè. Mình trở về nè. Đó, trở về chế độ nấu ngon nhất, bấm nấu thôi, nó là 54 phút. Đơn giản. Khi nhận nồi về, anh em vo gạo để vô, ghim điện 100V, lưu ý là ghim điện 100V, xong bấm nút nấu, đơn giản. Còn muốn mấy chế độ khác thì làm như mình nãy giờ hướng dẫn gì đó. Còn anh em muốn sử dụng cái nồi thì cũng đơn giản lắm. Anh em bấm vô,
YouTube á, hướng dẫn sử dụng nồi gì đó, nồi này hiệu này nè, thì nó hiện ra thì anh em làm theo là được rồi mọi người. Đó. Rồi, qua mã nha. Nồi này anh em muốn xem test thì anh em mình có nút test. Còn nút này nút hẹn giờ. Hẹn giờ thì mình muốn hẹn giờ nấu thì mình bấm vô đây mọi người. Đó, hẹn giờ nấu thì mình bấm vô đây. Đây hẹn giờ buổi sáng, buổi chiều, buổi trưa gì đó. Đó, còn không thì mình bấm nút hủy. Rồi này là hâm cơm. Khi nấu xong nó tự chuyển qua chế độ hâm. Tự chuyển qua chế độ hâm nha. Rồi mình muốn mà cơm đang nguội muốn hâm thì bấm nút này là nó hâm. Bấm hai cái là nó hâm nhiệt độ cao vậy đó, nó hiện cái số giờ đây nè. Đó. Rồi cơ bản vậy thôi. Khi nó nấu xong là nó hiện qua chế độ hâm và nó hiện Eco Navi lên. Xong bấm nút hủy. Hủy thêm cái nữa cho nó về ban đầu. À, nó đang nhớ nè, chế độ mặc định nè, về khi nhận nồi xong nè. Ví dụ nè, anh em nhận nồi xong, vo gạo, để gạo vô đây. Rồi, đóng lại. Ấn nút nấu. 54 phút. Sau là sẽ có cơm ăn. Và cơm nấu thì rất là ngon. Anh em xem clip test phía sau nha. Rồi, qua mã này. Rồi, hôm nay là có một số món giới thiệu đến anh em. Rất mong anh em ủng hộ nhiệt tình nha. Rất mong anh em nhiệt tình ủng hộ. Anh em nào có điều kiện thì nên lựa chọn những cái nồi cơm công nghệ cao như thế nha mọi người. Đó. Còn bây giờ thì xin mời anh em xem clip test mấy cái nồi cơm phía sau. Rồi chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video tiếp theo nha. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Chào anh em nha. Hôm nay test thử cho anh em xem nấu cơm cái nồi Panasonic. Hàng cao cấp của Panasonic nè, SR-SBX-106 Panasonic, hàng cao cấp nha. Anh em có thể nhập cái mã này để mình tra. Đã vo gạo xong xuôi hết rồi. Anh em cấm điện 100V nha. Xài cái ổn áp nè, ổn áp Liwa 3kg. Thì điện 100V nha mọi người. Xài điện 100V. Anh em lưu ý, thì mới vô thì anh em phải bấm nút chọn gạo nè. Đó, chọn gạo thì nó có gạo trắng. Gạo trắng xong rồi mình chọn gạo trắng nè. Rồi tới menu. Menu nấu cơm thì nó có những cái chế độ nè. Bấm xuống. Bấm xuống để mình chọn cái chế độ nấu cơm ngon đi. Chế độ nấu cơm ngon. Nè, chế độ nó có mấy cái số 5 nè. Xong rồi mình bấm nút chọn. Tức là gạo trắng, nấu cơm ngon. Xong bấm nút nấu. Nấu thì nó đang nấu rồi. Rồi chừng nào chín thì sẽ quay cho anh em xem nha. Cơm nó nấu rồi nè, bắt đầu kiểm tra nha mọi người. Kiểm tra nha anh em. À, nãy giờ mình cũng chưa kiểm tra nữa. Nấu rồi nó chuyển sang chế độ hâm nè. Nó Eco Navi tiết kiệm điện nó hiện lên nè. À, khi nấu xong nó mới cháy đèn. Rồi mở ra khui. Để mở đèn lên cho nó sáng. À, cơm chín khá là ngon nha mọi người. Ngon lắm nè. Mình nấu hơn hai lon gạo để hơn hai lon gạo, gần hai lon rưỡi mà để hai lon nước, nó có cốc nước bù ẩm. Cốc nước bù ẩm đó nó đưa cái hơi, không biết lúc nấu mình không có đổ nước vô đó. Thử cơm nó chín không nè. Thường thường tỷ lệ gạo và tỷ lệ nước bằng nhau, nhưng mà để nó ít nước chút. Ngon lắm. Rồi xong nha. Giới thiệu với anh em một cái nồi cơm VIP nữa nha. Panasonic nè, SR-BA-106. Mình đã cho gạo, để nước vào rồi. Nồi cơm này áp suất điện tử. Anh em nhớ là lưu ý là xài điện 100V nè. Cắm điện 100V vô nha. Đó, cắm điện 100V vô thì
Trước tiên là mình chọn gạo trắng nấu bình thường. Chọn gạo đó. Gạo trắng. Tới chọn các chế độ nấu. Thì mình lựa chế độ nấu ngon nhất đi. Nấu ngon nhất của nó nè. À, xong rồi bấm nút nấu thôi. Năm bốn phút, hình như bấm lộn chế độ. Nấu ngon nhất, nấu bình thường, nấu ngon nhất. Xong rồi bấm nút nấu. À, nấu ngon này. Nấu gạo trắng, nấu cơm gì của Nhật đó, và nấu chế độ ngon nhất. À, nó là 54 phút nè. Không phải ngon nhất mà là chế độ đó nấu cơm mềm, cơm dẻo. Cơm mềm, cơm dẻo thì nó ngon. Rồi khi nào cơm chín thì sẽ quay cho anh em xem nha. Nấu xong rồi anh em, mới báo rồi. Giờ mình mở ra kiểm tra luôn nha. Mở kiểm tra cơm luôn. Mới báo chưa mở luôn. Rồi, cơm chín nha mọi người. Cơm chín rất là ngon luôn. Ngon lắm nha. Hộp cơm mềm, tại mình chọn chế độ nấu cơm mềm mềm và dẻo quá. Cho nên là hộp cơm nó rất là mềm. Rồi, ngon lành. Rồi, tạm biệt anh em nha.